Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đường Hai Chiều. Hiện tại thì mình đang có mặt tại sự kiện ra mắt xe mới của Aprilia Việt Nam. Và đây, em là đây. Khi mà nhắc đến Aprilia thì chúng ta hay nghĩ đến những cái dòng xe mà hiệu năng cao, ví dụ như là Tuono V4, Tuono 660, RS660, rồi RS V4 các thứ. Đường Hai Chiều thì cũng đã có một video đánh giá chiếc Tuono 660 rồi, các bạn cũng có thể xem lại để biết thêm về Aprilia như thế nào. Thế nhưng mà lần này thì Aprilia lại ra mắt tại thị trường Việt Nam một cái mẫu xe tay ga phân khối nhỏ và chính xác là khoảng 174cc. Và chiếc xe này thì đang được bán với mức giá loanh quanh con số 100 triệu. Thật ra là dưới một tí và nó chắc là không có lạc đâu. Vậy thì hôm nay sẽ cùng tìm hiểu xem là với chiếc xe tay ga mới đến từ thương hiệu Aprilia thì sẽ có những cái gì. Thì bắt đầu thôi. Quên mất là chỉ nói về cái xe thôi mà chưa giới thiệu cái tên. Đây là Aprilia SRGT, SRGT các bạn, nhưng mà chắc là mình sẽ đọc là SRGT để nghe cho nó thuận mồm hơn. Thì đây là chiếc SRGT 200 bản Sport và mức giá niêm yết của nó là 99.500.000. Chúng ta còn một cái phiên bản Standard, một phiên bản thường nữa thì mức giá của nó là 97 triệu và nó sẽ khác nhau một cái chi tiết nho nhỏ, đó chính là ở cái bộ mâm. Bộ mâm của nó sẽ là sơn đen chứ nó sẽ không phải là sơn cái màu đỏ cam đặc trưng của Aprilia nữa. Cái này thì gọi là một cái option mang cái tính về mặt ngoại hình. Nếu như chúng ta mong muốn có một cái chiếc xe nhìn nó cá tính, nhìn nó màu sắc và nhìn nó nổi bật ở trên đường phố thì có thể chọn bản Sport này với thêm khoảng 2 triệu rưỡi với một cái bộ mâm màu cam như thế kia. Đắt rẻ không thì mình tạm thời chưa nói nhá, cái này thì sẽ tùy vào các bạn đánh giá thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết từ đầu đến cuối xe và để xem là chiếc xe này thì nó có cái gì. Đầu tiên để nói về cái tổng thể thiết kế thì cái phong cách thiết kế của chiếc SRGT 200 này thì nó hơi thiên hướng ADV và nhìn nó hơi hao hao với một cái mẫu xe khác của Honda là chiếc ADV 150. Như chúng ta có thể thấy là về phần đầu xe được thiết kế nhô lên khá là cao đúng không các bạn? Và phần lốp của xe được sử dụng ở đây là lốp Dual Sport, tức là chúng ta có thể chạy ở đường nhựa được và đường off-road cũng được. Và ở dưới này thì chúng ta sẽ có một cái fuộc nhìn hành trình rất là dài đúng không các bạn? Đây là một chiếc fuộc của Showa và cây fuộc này thì ti của nó là 33mm và cái hành trình của nó là 120mm các bạn. Tương đối là dài nếu như chúng ta so với cả một cái mẫu xe mà chạy ở trong phố. Vậy nên thì chiếc xe này họ thiết kế ra với cái mục đích là chúng ta có thể chạy được đa địa hình, có thể mang đi xa được và chạy ở một số những cái cung đường xấu đều rất là thoải mái. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái phanh đĩa được làm dạng cắt như thế này, xanh gọi là phanh đĩa lượn sóng đấy. Nếu như cái đĩa phanh này so với cả đĩa phanh tròn ấy thì nó sẽ nhẹ hơn, nó sẽ tản nhiệt tốt hơn và hiệu năng phanh của nó sẽ ngon hơn. Và chúng ta sẽ có ABS ở bánh trước, đó là một kênh thôi, chỉ có ABS ở bánh trước thôi. Dưới này thì có một cái chi tiết mà mình cảm thấy là nó có lẽ là nó chưa thực sự là được chỉnh chu cho lắm, thôi. Đó là cái vị trí mà các bạn nhìn thấy có rất nhiều các cái dây ở đây. Đây chúng ta có đường dây phanh cũng như là cái dây mắt đọc ABS ở vị trí này. Thì khi mà chúng ta sử dụng chiếc xe này và rõ ràng là Aprilia thiết kế nó ra là để chúng ta có thể đi xa được. Và khi mà đi xa ấy thì nó rất khó tránh cái trường hợp là bị đất đá bắn vào xe. Vậy thì giả sử như nếu chúng ta có một cái viên đá nào đấy nó gọi là hơi to to một chút và nó văng khá là mạnh vào cái vị trí này thì liệu không biết là nó có gây ảnh hưởng gì không. Nhưng mà mình nghĩ rằng là Aprilia khi mà họ làm xe thì họ đã tính toán khá là kỹ cái vấn đề này rồi. Sau này khi mà bọn mình có điều kiện hơn thì bọn mình sẽ mang chiếc xe đi xa thử để xem là cái này nó có bị ảnh hưởng quá nhiều hay là không. Đó. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái bộ mâm là 14 inch và size lốp là 110, phía đằng sau sẽ là 13 và size lốp là 130. Thật ra thì cái mâm này thì mình nghĩ rằng là nếu như mà nó to hơn một chút nữa thì nhìn cái tổng thể thiết kế nó sẽ hòa hợp với xe hơn. Khi mà các bạn nhìn ngang xe này, các bạn nhìn để ý này, cái phần đầu xe ở đây được thiết kế khá là to, nhìn rất là hoành tráng, nhiều đường nét gấp khúc, nhìn như kiểu Transformer đúng không các bạn. Thế nhưng mà khi mà chúng ta nhìn phần bánh ở dưới thì cảm giác là nó hơi nhỏ và nó chưa thực sự là ăn khớp với cả cái thiết kế của xe. Nếu như mà nó to hơn một chút nữa thì mình nghĩ sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Ở đây thì chúng ta sẽ có hệ thống đèn là full LED, đèn pha, đèn xi nhan, và chúng ta sẽ có một cái kính chắn gió đặt khá là cao. Mình thì chưa được trải nghiệm trực tiếp nhưng mà mình với cái thiết kế như này thì mình nghĩ rằng là nó cũng sẽ cản được một lượng gió tương đối là nhiều vào người lái khi mà chúng ta đi xa đấy. Có lẽ là nếu chúng ta đi phượt với con xe này thì có thể là sẽ cảm thấy đỡ mệt với kính gió được đặt cao và cái kích thước lớn như thế này. Với cái vị trí thì nó sẽ là cố định thôi chứ nó sẽ không phải là cái kiểu mà có thể nâng lên hạ xuống được, nó sẽ cố định ở vị trí như thế này. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái hốc gió này, hốc gió thật nha các bạn, sẽ không phải hốc gió của đồ chơi để làm trang trí đâu, là hốc gió thật luôn. Có thể là nó sẽ tăng cái tính khí động học cũng như là có thể gọi là như nào nhỉ, làm mát đầu gối cho người lái xe chẳng hạn khi đi xa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thân xe và bây giờ chúng ta sẽ đi vào những cái chi tiết nhiều hơn. Rồi ở đây sẽ là vị trí khu vực trung tâm. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ có những cái tiện ích giống như những chiếc xe ga khác tại Việt Nam. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ có một cái cổng sạc USB, đợi mình tí để mình lôi nó ra. Ở đây chúng ta sẽ có một cái cổng sạc USB tại đây. Thật ra cái cổng này ấy, khi mà mình mới mở ra thì mình khá là thắc mắc, không biết là mình nên nhét điện thoại vào chỗ nào vì nó khá là bé. Thế mà cuối cùng là cái khe mà để đút điện thoại nằm trên này các bạn.
đây nó nằm ở trên này. Nhưng mà có một cái vấn đề là với việc mà chúng ta sử dụng một chiếc điện thoại với kích thước lớn và chúng ta sử dụng thêm một cái ốp nữa thì sẽ rất là khó để nhét vào đây. Có lẽ thì cái khu vực này nó sẽ phù hợp với những cái dòng iPhone nhỏ kiểu mini hay là những cái dòng Pro bình thường. Ở đây mình có mượn của bạn cameraman một con iPhone 13 mini. Đấy, để mình sẽ nhét thử cho các bạn xem này. Đó, thì rất là thoải mái, có thể nối dây sạc các thứ vào đây luôn. Nhưng mà đừng đút sâu quá nhá, không lại không móc ra được. Đó, rồi, giả lại cameraman. Thì đây là một cái điểm mà mình chưa thực sự là ưng cho lắm. Có lẽ là nếu như mà mình sử dụng điện thoại mà để đi xa với con này thì chắc có lẽ là mình sẽ gắn một cái giá đỡ ở đây. Mình gắn điện thoại ở đây và mình sẽ nối dây từ đây ra thì nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều. Ở vị trí này thì chúng ta sẽ là vị trí của nắp bình xăng. Và đây thì chúng ta vẫn sẽ sử dụng là chìa khóa cơ. Thật ra đây là một cái điểm cũng hơi tiếc cho SRGT200 khi mà trong cái tầm tiền này nhiều người sẽ mong chờ một cái chìa khóa Smart Key. Nó hiện đại hơn, nó tiện lợi hơn và khả năng bảo mật của nó cũng sẽ tốt hơn. Với cái chìa khóa cơ như thế này thì mình cảm thấy là vẫn chưa thực sự ưng cho lắm trong cái tầm tiền này. Nhưng mà bù lại thì chúng ta sẽ có một cái màn hình. Đây, xin mời các bạn, chúng ta sẽ có một cái màn hình hiển thị được rất nhiều thông tin ở đây. Ở đây thì cũng sẽ có đầy đủ những thông tin cần thiết cho chúng ta, ô đô, xăng, tốc độ, thậm chí là cả vòng tua, nhiệt độ, rồi thậm chí là về cả bình điện nữa, sẽ có đầy đủ tất cả các thứ ở đây. Và chúng ta cũng sẽ có thể kết nối được điện thoại với chiếc xe này. Đây, chúng ta cũng sẽ có một cái nút riêng là để chờ kết nối với cả điện thoại ngay đây. Đây là nút bật tắt động cơ này, nút đề này. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ có cái chế độ là idle stop, khả năng là khi mà chúng ta dừng xe nó tự động tắt máy. Có các cái mode chỉnh ở đây. Đó, các cái mode chỉnh thông tin các thứ ở đây. Này, pha cốt này cũng như là đá đèn pha các thứ sẽ có đầy đủ ở trên này. Và cái tay lái của nó sẽ là cái tay lái hơn thiên hướng kiểu naked một chút, tay lái cao và vươn về phía người lái. Trên chiếc xe này thì như mình đã chia sẻ ban nãy thì nó sẽ có cái công nghệ là ABS ở bánh trước. Nhưng mà có một cái điểm là hơi tiếc một chút là nếu như chúng ta so với cả đối thủ của nó tại Việt Nam, ví dụ như SH150 chẳng hạn, thì đã có traction control rồi. Chiếc xe này thì lại chưa có traction control, cũng hơi tiếc ở một điểm là như vậy. Nhưng mà có lẽ thì với nhiều người thì cái việc mà có traction control ở cái động cơ loanh quanh khoảng 150-170 có lẽ là không cần cho lắm. Bởi vì họ nói rằng là cái sức mạnh xe lúc đấy nó không phải là quá lớn để họ không phải cần một cái công nghệ kiểm soát như vậy. Cái này thì sẽ tùy vào mỗi người nhá. Với quan điểm của mình thì là có thì nó vẫn hơn. Rồi, tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ xuống đến phần yên xe. Lần này thì mình sẽ ngồi lên xe một chút để cho các bạn dễ hình dung hơn. Cái chiều cao yên của chiếc xe này là 799mm. Và đây, mình cao khoảng 1m7. Và có thể thấy rằng là để mà ngồi lên chiếc xe này mà chống chân được ấy, thì đây là chống một chân này, có thể chống được cả bàn xuống này. Còn chống hai chân thì mình sẽ phải dùng mũi một chút. 799mm là một cái chiều cao yên không phải là dành cho tất cả người Việt Nam. Cái này mình nghĩ thoải mái nhất thì là từ 1m65 đổ lên. Còn dưới 1m65 thì chắc có lẽ là chống chân chiếc xe này thì hơi gặp khó khăn một tí. Nhưng mà được cái là cái phần yên ở phía đằng trước này thì họ sẽ không phải làm kiểu bè quá nhiều. Thế nên khi mà chống chân không cần phải dạng chân ra nhiều quá các bạn. Đấy, chúng ta vẫn có thể chống được như thế này. Phần ngồi thì yên vẫn ok. Nếu mà đi xa về yên này thì có lẽ là sẽ cảm thấy nó hơi cứng nhẹ một tẹo. Nhưng mà mình nghĩ là cái này thì sẽ tùy người thôi. Nhưng mà mình thấy là cái này là cũng gọi là tạm ổn. Vị trí để chân ở đây, chúng ta có thể để ở đây cũng được này. Đi off-road, đi đường xấu một tí để trên này. Hoặc là để ở đây, để cũng rất là thoải mái. Và cái chiếc xe này thì có một cái khoảng sáng gầm tương đối là cao, 175mm. Và nó cũng sẽ phù hợp với cái mục đích của nó là để có thể đi được đường xấu. Cái này thì chúng ta sẽ phải đánh đổi một chút là cái chiều cao yên có thể hơi cao. Thế nhưng mà bù lại thì khi mà chúng ta leo vỉa hay là chúng ta đi cho vượt xa, chúng ta đi về đường xấu thì nó cũng sẽ tạo được một cái sự thoải mái hơn. Yên sau nó sẽ là yên liền và sẽ hơi yên sau thì nó sẽ hơi nhô lên một chút thôi, cũng không phải là quá nhiều. Về chất lượng yên, mình thấy chất lượng hoàn thiện tạm, có thể đánh giá đây là tốt. Về độ êm, ok. Đó, và đây chúng ta sẽ có tầng tay sách này. Xuống đây sẽ là trái tim của chiếc xe này, khối động cơ với dung tích là 174cc, tức là chúng ta sẽ không cần phải thi bằng A2. Rất là tuyệt vời đúng không các bạn? SRGT200 vẫn dùng bằng A1 bình thường, nhưng trong khi đó Kawasaki WF175 thì lại phải thi bằng A2, bởi vì động cơ của nó là 177cc, các bạn đã rất là khó chịu. Nhưng mà đây, 174cc thì là chúng ta đã có một chiếc xe rất là tiện lợi, mua về phát là có thể chạy luôn, không phải thi bằng nữa. Và cái khối động cơ này sẽ là khối động cơ mà sẽ có 4 van. Và cái công suất nó tạo ra là khoảng 17 mã lực. Nếu như mà chúng ta so với cả một số những cái mẫu xe tay ga có cái dung tích xi lanh gần gần như này, ví dụ như là SH150 hay là PCX160, thì cái công suất này nó vẫn mạnh hơn. Những cái chiếc xe kia nó loanh quanh đâu có khoảng độ 15-16 mã lực thì chiếc xe này lên được đến 17 mã lực. Đó, thì đây cũng sẽ là một cái điểm cộng của chúng ta. Thì ở phía sau này thì chúng ta vẫn sẽ có một cái bộ phuộc, sẽ không phải là phuộc lò xo một bên nữa các bạn, sẽ là hai bên và chúng ta sẽ có chỉnh được quy lốt, và cái này là cũng là của Showa luôn. Về đằng sau thì chúng ta sẽ có phanh đĩa bình thường, nhưng mà rất tiếc là sẽ không có ABS ở đây. Rồi, đi xe ga ở Việt Nam thì chúng ta cũng sẽ phải nói về một thứ, đó chính là thể tích cốp. Và đây,
là thể tích cốp của chiếc SRGT 200. Cái dung tích của nó là khoảng 25 lít và như mình thấy ở đây là nó cũng đáp ứng được đâu đấy khoảng độ 80% cái nhu cầu để đồ của mình rồi. Nếu mà là 100% thì là con lít cơ, nhưng mà con này thì là để cũng được tương đối là 80% rồi. Vị trí này thì chúng ta có thể để được một cái mũ khoảng 3/4 hoặc là full face đều được, và trên này thì có thể để thêm mấy cái, ví dụ như là thêm một cái mũ 1/2 nữa, rồi áo mưa, rồi với các chị em có thể túi sách đồ trang điểm đi chợ các thứ như thế này thì mình nghĩ là tương đối là đủ, khá là đủ nếu mà chúng ta mang nhiều đồ đi. Còn lại thì với những người mà mang chỉ có mũ bảo hiểm với áo mưa các thứ thôi thì nghĩ là cái này là quá thoải mái rồi, có thể để thêm được cả mấy cái chai nước các thứ ở đây để đi chơi xa các thứ chẳng hạn, kiểu như vậy. Thì mình thấy đây là một cái cốp gọi là xét về mặt thực dụng thì nó có thể gọi là ok, và đâu đấy khoảng độ 6-7/10 ở thị trường Việt Nam thì mình nghĩ là thể tích như này là ổn. Rồi, tổng kết lại một chút về chiếc Aprilia SRGT 200. Thì đây là một cái mẫu xe ga cỡ nhỏ với một cái hình thức, với một cái thiết kế rất là bắt mắt, rất là tương lai, nhìn rất là kiểu thể thao các bạn. Nó sẽ hơi khác với cả những cái mẫu xe mà tay ga tại Việt Nam trong cùng tập tiền này thường sẽ thiết kế theo một cái kiểu gì nó sang trọng hơn. Nhưng nếu chúng ta đang tìm kiếm một cái mẫu xe tay ga nó đem lại sự mạnh mẽ cho chúng ta thì rõ ràng là SRGT sở hữu được một cái ngoại hình rất ok như thế này. Chiếc xe thì cũng được có những cái trang bị mà nó phù hợp để chúng ta có thể đi đa địa hình, đi đường nhựa cũng được, mà đi đường đất, đi off-road một chút cũng rất là ok. Trong cái tầm giá này thì có hai cái chi tiết mà mình cảm thấy hơi tiếc cho mẫu xe này. Thứ nhất là cái công nghệ traction control, và thứ hai đó là smart key. Hiện tại vẫn đang sử dụng chìa cơ thì mình nghĩ rằng là những cái phiên bản sau của chiếc SRGT này bổ sung những cái phần đấy thì mình nghĩ rằng nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Và với cái mức giá là khoảng loanh quanh 100 triệu thì có lẽ là cũng chưa đủ thông tin để chúng ta đánh giá xem là chiếc xe này có đáng mua hay không, mà có lẽ sẽ phải chờ xem là về cái trải nghiệm chạy của nó thực tế là như thế nào. Vậy thì chắc có lẽ là mình sẽ hẹn các bạn ở một clip khác trên đường 2 chiều. Rồi, và đó là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về chiếc SRGT 200 của Aprilia. Vậy thì các bạn nghĩ sao? Các bạn nghĩ rằng với cái mức giá mình đưa ra, bản thường 97 triệu và bản sport là 99.500 thì nó có xứng đáng hay không? Hãy để lại ý kiến của các bạn phần comment ngay phía bên dưới nhé. Rất cảm ơn các bạn đã xem video này. Thấy hay đừng quên là like, share cũng như là subscribe ủng hộ cho đường 2 chiều. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.